trái đất sẽ tham gia hai chuyển động, đó là chuyển động quay quanh trục và quay quanh mặt trời. Rồi, cái chuyển động tự quay quanh trục của trái đất chúng ta đã tìm hiểu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái chuyển động thứ hai, đó là quay quanh mặt trời. Các bạn ghi cho cô bài số 7. Chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Các bạn ghi chưa? Nãy giờ có kêu ghi tự bài ghi chưa? Kim Ren trả lời cô ạ. Dạ rồi cô. À rồi, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Các bạn ghi yêu câu 1 ra mã. Chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Rồi các bạn quan sát cho cô hình 7.1. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Các bạn quan sát hình 7.1 kết hợp với việc đọc thông tin sách giáo khoa trang 132. Các bạn sẽ trả lời cho cô các câu hỏi. Thứ nhất, trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Thời gian chuyển động một vòng quanh mặt trời là bao lâu? Rồi các bạn nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trái đất vào các ngày 21 tháng 3, đấy các bạn nhìn này, 21 tháng 3 này, 22 tháng 6 này, 23 tháng 9, 22 tháng 12. Rồi, 3 phút cho các bạn chuẩn bị bắt đầu. Đây là các bạn cái đường mũi tên này này, các bạn nhìn nha, cái hướng mũi tên á chính là cái hướng chuyển động của trái đất á. Cái hình này nó màu trắng, nhưng mà khi là cô đưa con trỏ chuột thì các bạn không nhìn thấy được. Bạn nào có câu trả lời thì đưa tay lên nha. Thanh Trúc, anh Thi, Thành Đạt có câu trả lời này. Các bạn khác nhanh lên nào. Các bạn khác nhanh lên. Hình như cô tắt chia sẻ màn hình được cô ơi. Đúng rồi, cô tắt rồi. Rồi, thấy lại chưa? Dạ rồi cô. Rồi cô.
tắt đây này và nhìn mới nhìn thấy con chó chuột này, thấy chưa các bạn? Đây cái đường mũi tên này này, là cứ hướng chuyển động của trái đất quanh mặt trời nha. Và đây chính là cái đường này này, chính là cái hình dạng của quỹ đạo chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Mình quan sát rồi, rồi có bốn bạn có câu trả lời thôi, còn những bạn khác thì sao, không biết gì hết hả? Hiếu ơi, Hiếu làm gì vậy Hiếu? Trời ơi, bỏ cái mắt kiến ra coi. Hiệu ứng á cô. Hả? Cái đó là hiệu ứng á cô. Ờ, làm thì đấy, bỏ cái hiệu ứng đó ra. Hôm qua coi Việt Nam đá xong bữa nay vì vậy hả? Thì... hay quá cô. Cho nên bữa nay mắt sáng trưng lên. Minh nữa kìa, Hoàng Minh nữa, bỏ hết mấy cái hiệu ứng đó ra cô. Đã đòn bây giờ. Rồi cô mời bạn Kim Ngân nè. Dạ thưa cô, trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ tây sang đông ngược kim đồng hồ. Tiếp tục em. Trả lời hết luôn hả cô? Ừ. Dạ thưa cô, trái đất chuyển động quanh mặt trời bằng hình ellipse. Thời gian trái đất quay quanh mặt trời trong vòng hết 365 ngày và 6 giờ. Cô nhận xét là khi chuyển động, trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục ngày 22 tháng 6, lửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía mặt trời. Vào ngày đó, thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc lớn hơn so với nửa cầu Nam. Rồi, đi xa quá rồi. Rồi các bạn quan sát lên hình cho cô xem bạn trả lời đúng không nha. Rồi các bạn, bạn vừa nói là gì? Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Đúng chưa các bạn? Rồi đúng chưa Hùng? Dạ rồi. Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời của trái đất, đây cái quỹ đạo đây. À, bạn xác định là hình elip gần tròn, đúng chưa? Anh Thi. Dạ thưa cô, bạn xác định chưa đúng lắm. Hình elip gần tròn. Elip gần tròn. À là hình elip gần tròn, đúng rồi đó em ha. Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là 365 ngày 6 giờ. À, rồi về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục, các bạn quan sát lên hình nha cô. Đây. Tại vị trí ngày 21 tháng 3. Vào ngày 21 tháng 3, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục như thế này. Qua ngày 22 tháng 6, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục như thế này. Có thay đổi không các bạn? Thanh Trúc nhận xét cho cô coi. Đây, hai trục này, vị trí của trục, hướng nghiêng của trục, độ nghiêng của trục có đổi không? Dạ không cô. À không, tới ngày 23 tháng 9, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục có thay đổi không? Trúc. Dạ thưa cô là không. Ờ, tới ngày 22 tháng 12. Dạ thưa cô là... Đây, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục ở bốn vị trí, cái này có thay đổi không? Nhìn cái trục có đổi không? Độ nghiêng và hướng nghiêng có thay đổi không? Trúc. Dạ thưa cô là không. À đúng rồi, nhìn vào hình, các bạn quan sát vào hình cho cô đây. Độ nghiêng của trục trái đất vào ngày 20 tháng 3, 22 tháng 6, 23 tháng 9, 22 tháng 12 giống y như nhau. Điều đó có nghĩa là gì? Trái đất luôn luôn giữ nguyên cái độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời. À, rồi chúng ta sẽ ghi nhận những cái đặc điểm này vào cho cô. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip gần tròn, hướng chuyển động là từ tây sang đông, ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờ. Và khi chuyển động trên mặt phẳng quỹ đạo, trục trái đất luôn giữ nguyên độ nghiêng. Độ nghiêng là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo, và hướng nghiêng là không đổi. Chờ cô một xíu. Rồi, em muốn hỏi cô. Thì... em muốn hỏi là sao mà mình đếm được cái thời gian mà trái đất quay quanh mặt trời vậy cô?
À, đó là các nhà thiên văn sẽ nghiên cứu vấn đề đó nha em. Làm sao mà đếm được thì các nhà thiên văn sẽ nghiên cứu vấn đề này, còn mình thì cái trình độ của mình thì chỉ có thể ở mức là gì? Ghi nhận lại kết quả của người ta thôi nha. Và ghi nhớ đúng không cô? Đúng rồi. Đó coi như là cái một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà thiên văn rồi. Người ta đã nghiên cứu Em rồi. thì ghi nhớ lại thôi cô, em không có tìm hiểu cho lắm đâu. Rồi mình không không mình có thể tìm hiểu sâu vấn đề này nhưng phải ở một cái trình độ cao hơn. Chứ còn ở đối với học sinh lớp 6 thì mình chỉ ghi nhận kết quả nghiên cứu của người ta thôi nha. Đây là tất cả những cái đặc điểm về chuyển động quanh mặt trời của trái đất, các bạn đi hỏi ở cô nha. Khi chuyển động trên mặt phẳng quỹ đạo trục trái đất ngôi ngữ nguyên độ nghiêng 66 độ 33 phút và hướng nghiêng, có nghĩa là trái đất luôn luôn giữ nguyên cái độ nghiêng và hướng nghiêng của mình trong quá trình chuyển động quanh mặt trời. Rồi cái hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất là hướng gì, bạn nào còn nhớ hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất là hướng gì đây? Hùng nhắc lại cho cô coi. Dạ tôi có hướng chuyển động của mặt trời quanh trái đất là từ tây sang đông, ngược chiều kim. Chú ý rồi, cô mời bạn Anh Thi nào. Hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất là hướng gì? Thưa cô, hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất là hướng từ trái sang phải ạ. À, từ trái sang phải hay nói cách khác là từ tây sang đông. Như vậy, hướng tự quay quanh trục là từ tây sang đông, và hướng chuyển động quanh mặt trời cũng là từ tây sang đông. Nên các bạn lưu ý nha, cái hướng là giống nhau nè. Và thời gian trái đất tự quay quanh trục một vòng là 24 giờ, thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là 365 ngày 6 giờ. Rồi các bạn chú ý cho cô. À, ghi xong chưa? Mình tiếp tục nha. Rồi các bạn quan sát lên màn hình. Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là 365 ngày 6 giờ. Nhưng mà khi mà người ta làm ra lịch á, khi người ta làm ra lịch thì để cho tiện, người ta chỉ lấy tròn là 365 ngày. Một năm của chúng ta có 365 ngày. Cái này các bạn biết rồi đúng không? Như vậy thì cứ 4 năm lại dư ra một 24 giờ. Đúng không các bạn? À, 4 năm lại dư ra 24 giờ tương đương với một ngày. 4 năm lại dư ra một ngày, và cái năm đó người ta gọi là năm nhuận. Và tháng 2 của năm nhuận sẽ có 29 ngày. Nha, đây, cái ngày nhuận sẽ là ngày 29 tháng 2. Sau 4 năm sẽ có một lần. À, như vậy ngày 29 tháng 2 chỉ xuất hiện sau 4 năm và được gọi là ngày nhuận. Nha. Rồi, những năm nào là năm nhuận? À, cái này tính theo năm dương lịch nhé các bạn. Những năm dương lịch nào mà chia hết cho 4 thì đó là năm nhuận. Ví dụ
năm 1240 chia hết cho 4. À, các bạn chia thử đi biết, các bạn thấy ha. Rồi năm 2012 các bạn lấy nguyên cái con số này là các bạn chia cho 4 luôn, à, chia hết. Ừ. Những năm nào mà lấy nguyên cái con số của năm á, chia cho 4 mà chia hết thì là năm nhuận. Năm 2020 chia hết cho 4. Đó là năm nhuận. Năm 2021 có phải năm nhuận không các bạn? Tính thử đi, phải không? Không rồi. Phải không ha? Đạt, thành Đạt. Cô là không. À đúng rồi, năm 2024 không phải là năm năm nhuận nha. Năm 2024 không phải năm nhuận. 21 không phải năm nhuận. 2022 phải năm nhuận không? Tính thử coi, năm 2022. Thưa cô là không phải à? À không, đúng rồi, năm 2023. Thưa cô là không phải à? Không rồi. Năm 2024. Em phải à? À đúng rồi đó. Như vậy từ năm 2020 là năm nhuận. 4 năm sau là 2024. Tiếp tục là năm nhuận. Các bạn hiểu chưa? Rồi 4 năm sau nữa là 2028 sẽ là năm nhuận. À, vậy thì những năm nào, những bạn nào mà có ngày sinh là ngày 29 tháng 2. Bạn nào sinh vào ngày 29 tháng 2 thì 4 năm mới có một là 4 năm mới có một lần tổ chức sinh nhật. Đúng không? 4 năm mới có sinh nhật một lần. Bởi vì những năm bình thường thì không có ngày 29 tháng 2. Đó, thiệt thòi chưa? Em chưa. 28 tháng 2 con.